Trời ơi, Miyu, Nico, dạ, toàn là những cô gái không tuổi không ạ. Đây, đây, em công nhận là Du càng ngày càng xinh. Nico dạo này xinh mà đang trọng là dáng ốm lại gọn lại nữa. Trời ơi, cảm ơn nha. Có một tình địch hơn chưa? Có một tình địch hơn chưa? Tình địch hơn chưa? Miyu không biết luôn. Thời đó cái anh đó ảnh rất mê cô này. Ngày nào cũng kể chuyện cô này cho em nghe. Hôm nay là lần đầu tiên em gặp Miyu, nhưng mà thật ra em ghét Miyu từ lâu rồi. Ghét Miyu từ lâu rồi. Hèn chi hồi nãy em ngồi ngay sau lưng của Miko. Miko vô hỏi Miyu đến chưa? Mình ghét đó là con ngồi trước mặt không thấy luôn. Không có, không mà cảm giác giống như là đang hỏi Miyu đến chưa, cái là chuẩn bị vô câu chuyện tính nói cái gì đó hay sao cái. Trời ơi, đúng nè. Im luôn từ đó luôn. Nếu mà lúc đó em là không có mặt là chỉ có cái để kể rồi. Thường xuyên mình chọn sai đường. Tôi không hiểu tại sao bây giờ 2019 rồi, có Google Maps rồi mà sao mấy cô không biết sử dụng hay sao vậy? Thường mình hay tìm cái số nhà đúng không? Nhưng mà số nhà này mình không biết là số này bên trái hay bên phải chứ. Thôi bên phải đi, là kiểu đặt bên trái. Là hai người phụ nữ xung quanh em lại có giác quan thứ sáu mạnh. Mẹ em và em gái ruột của em. Nên bất kỳ một người con trai nào em cũng sẽ dẫn về cho hai người đó. Kêu không là dẹp. Dẹp. Cái tình trạng yêu đương của em bây giờ. Theo những cái kinh nghiệm trong tình cảm của em á, nhiều khi mình biết nhiều hay là mình giác quan của mình tốt quá, nó cũng không có tốt lắm. Đúng đâu rồi. Mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Đôi khi là mình đừng cố, mình cảm giác nhiều quá hay là mình biết nhiều quá để làm gì. Tại vì đôi khi tổn thương nhất vẫn là mình thôi. Và thử thách đầu tiên, các bạn nghe chữ xuyên thấu, các bạn có liên tưởng gì không? Hỏa thân. Tiến thấu là em nhìn tiên qua được quần áo của anh. Mới vô em nhìn bắt anh quay một vòng em nhìn xong bây giờ em nói hỏa thân. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào hai em chị xinh đẹp. Hai khách mời dễ thương và thông minh. Hello. Tiếng Việt là ngôn ngữ tôi thành thạo nhất. Vì vậy, người con gái nết na và thì mị và hay cười sẽ khiến tôi dễ chú ý hơn. Hello, sao nhỉ? Việt Nam chị ơi chị. Có thể là trước phụ nữ cũng không phải là người quá dẻo mỏ. Như dẻo mỏ. Như đây em thấy anh múa giỏ mà cầm cái gì khúc mà có đèn gõ 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 thì em nghĩ là người đánh mốt dắt hơi phù hợp. Dạ. Ôi thôi đừng có giỡn cái này ghê quá. Đưa cho nó chị ăn thôi chứ không có ý gì hết. Quý à, bây giờ em ăn xong em chuyển anh nhìn tới hôn môi em nha chị.